đâu đứng lại đây. Đi nhanh thế bà kia. Kì, mình quay nó luôn. Đức gia ra thăm bà con cũng như là thăm đất của vườn rau Lộc Hưng như thế này thì thật là quý hóa vô cùng. Thì một lần nữa con cũng xin đại diện cho bà con vườn rau Lộc Hưng xin được hết lòng tri ân Đức cha cũng như là cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã luôn hướng về chúng con, luôn cầu nguyện cho chúng con, và xin Đức cha cũng như là cha Vinh Sơn hãy luôn tiếp tục đồng hành với chúng con qua lời nguyện để tiếp tục một năm mới chúng con được bình an trong việc mà chúng con đi tiếp theo những cái bước của năm 2019. Chúng con xin chân thành cảm ơn bà con. Chúng ta cho một tràng pháo tay để đón nhà cha trong ngày nhé. Thưa bà con, như thế này con cũng báo cáo với sơ cho Đức cha biết là vườn rau của chúng con thì chính quyền đã nói rằng họ chỉ cưỡng chế xây dựng trái phép thôi, nhưng mà trên thực tế ngày hôm nay chúng con đã bị bình địa hết rồi, Đức cha thấy. Cái thứ hai nữa là chúng con hiện nay là không được vào đất. Dạ, không được vào đất, và hiện nay chúng con đã, hiện nay thì lúc nào chính quyền cũng có người canh gác hết, rồi chúng con không được vào đất, và chúng con có vào thì chỉ là một hai người dòm nó đi ra thôi, cho nên chúng con không sử dụng được gì trên đất hết. Cái thứ hai nữa là thưa Đức cha, khi mà chúng con ngày hôm nay chúng con rơi vào một cái cảnh màn trời chiếu đất như thế này, nhà thì không còn, thu nhập thì không có, mà ngày hôm qua thì giáo hội lại đặc biệt cầu nguyện cho chúng con, tận cho toàn thể đất nước Việt Nam công ăn việc làm. Nhưng mà thật sự do hôm qua chúng con tủi lắm, chúng con không có việc làm trong đầu năm nay, thì xin Đức cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con làm sao đó có công ăn việc làm để đầu năm tới được vui như bao nhiêu người khác, và cán bộ hiện nay họ cũng muốn rằng đầu năm cũng như cả năm họ được hạnh phúc, được niềm vui. Dạ vâng, con muốn như vậy. Dạ. Cảm ơn Đức cha. Dạ. Nó đang tiến tới đất của dân, mà dân vô thì không cho là làm sao. Thưa Đức cha, thì hôm nay có Đức cha ở đây và có một đôi vô vốn với bà con thì giao cho bà. Dạ vâng, và họ cũng được lực lượng có để phối hợp. Nhưng nhà cầm quyền đưa một lực lượng nào tới để gây rối trật tự. Dạ vâng. Dạ vâng, làm ảnh hưởng đến tự do tôn giáo. Dạ vâng, một đức giám mục đến thăm con chiên trong lúc hoạn nạn. Dạ vâng. Đây, lực lượng chính quyền. Dạ vâng, đây là món ăn này không biết dân tán ăn tên là gì. Dạ vâng, có sự chứng kiến của cơ quan chính quyền. Dạ vâng, có sự chứng kiến của cơ quan chính quyền. Ăn tới ăn cho hắn. Dạ vâng, khi có đức giám mục và linh mục đến thăm con chiên. Dạ vâng. Đất này bà có giấy tờ không?
đi. Chẳng có phải là chủ tịch phường không? Chiến quyền đang bảo vệ cho mình. Cái con này nó đi vậy. Mày mày là chủ tịch phường nói luôn. Chiến quyền đang bảo vệ nhắc nó. Vậy thôi mình không phải kéo nhau ra. Rồi.